Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi Note 7 hàng xách tay và toàn bộ hộp phụ kiện của nó. Cái dở này thì nó có đi kèm theo cả tiếng Việt luôn. Mình đã làm ở trên kênh Dương Dê rồi đấy. Tuy nhiên cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ không mua Redmi Note 7 phiên bản hàng xách tay mà mình sẽ mua phiên bản Redmi Note 7 hàng chính hãng. Bởi vì sao? Bởi vì giá của Redmi Note 7 hàng chính hãng khi mà Xiaomi công bố ra thực sự nó rất sốc. Và mình tham khảo ở trên website của Xiaomi thì giá của Redmi Note 7 phiên bản RAM 3GB bộ nhớ trong là 32GB nó sẽ có giá là khoảng 3,9 triệu. Còn với cái phiên bản RAM 4GB bộ nhớ trong là 64GB thì nó sẽ có giá là khoảng 4,9 triệu. Đấy là còn chưa kể là chúng ta sẽ được tặng thêm cái pin sạc dự phòng Xiaomi Gen 2, nghĩa là nó cũng chỉ xấp xỉ khoảng 4,6 triệu thôi. Đấy thì mình thấy là 4,6 triệu cho phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64GB là quá tốt, thậm chí là nó xem với cả giá của Vsmart Active 1 luôn. Đấy, rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem tại sao mình lại lựa chọn mua hàng chính hãng thay vì hàng xách tay nhé. Đấy, thì mình có tham khảo ở đây là giá của Redmi Note 7 phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB hàng xách tay. Giá của nó sẽ là 3,650,000. Nhưng mà các bạn chú ý là chúng ta chưa mua thêm bảo hành vàng. Nếu chúng ta mua thêm bảo hành vàng với mức giá là 300,000 thì giá của nó sẽ là 3,950,000. Đó là còn chưa kể là sự chênh lệch về mặt màu sắc giữa các phiên bản màu của hàng xách tay. Như vậy là giá của nó đội lên nó sẽ rơi vào khoảng 4,1 triệu, 4,2 triệu, thậm chí là còn đắt hơn cả hàng chính hãng. Đấy, đổi lại thì hàng chính hãng rẻ hơn thì nó sẽ được những gì? Đây, hàng chính hãng nó sẽ được là bảo hành 18 tháng. Nó sẽ có tiếng Việt luôn, không cần phải chờ đợi gì cả. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra đó là nếu bây giờ giá hàng xách tay là bao nhiêu thì chúng ta mới có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Thế bây giờ mình sẽ lấy cái số tiền của hàng chính hãng, sau đó mình trừ đi nhá. Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ có mức giá cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nó sẽ rơi khoảng là 3,9 triệu. Cứ cho như là khoảng 4 triệu đi, đấy làm tròn là 4 triệu cho nó xông xênh. Đấy, thì với việc bảo hành cả nguồn cả màn hình, nghĩa là bảo hành vàng và xách tay, nó sẽ rơi khoảng 300,000. Chúng ta trừ đi thì nó sẽ là khoảng 3,7 triệu này. Đấy, rồi là trừ đi tiếp 150,000 nữa thì nó sẽ là 3,550,000. Tại sao lại thế? Bởi vì là hàng chính hãng nó được bảo hành 18 tháng, nghĩa là bảo hành gấp rưỡi. Đấy, các bạn tưởng tượng là như thế nhá. Và mình sẽ trừ thêm 200,000 là cái mức độ chênh lệch giữa hàng xách tay và hàng xách chính hãng để đổi lấy sự yên tâm và đổi lấy luôn tiếng Việt nữa. Nghĩa là nếu mà Redmi Note 7 phiên bản hàng xách tay, phiên bản RAM 3GB nó bán với mức giá là khoảng 3,350,000 thì mình sẽ mua. Còn nếu không thì mình sẽ không mua mà sẽ ưu tiên mua hàng chính hãng. Đó, tiếp theo nữa là với cái phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB thì nếu mà chúng ta trừ đi quà đi, đấy thì nó sẽ rơi khoảng là 4,6 triệu đi. Chúng ta cứ lấy thế để cho nó xông xênh. Thì 4,6 triệu mình cũng trừ đi 300,000 cái tiền bảo hành vàng đấy thì chúng ta mới được bảo hành như là chính hãng 12 tháng đấy. Đấy, thì trừ đi 300,000 thì nó sẽ rơi khoảng là còn 4,3 triệu. Mình sẽ trừ tiếp đi 150,000, nghĩa là sẽ còn là 4,150,000 nếu mà bảo hành lên 18 tháng. Và mình sẽ trừ tiếp khoảng 150,000 cho đến 200,000 đi, để có sự chênh lệch giữa hàng xách tay với hàng chính hãng, để mình sẵn sàng đánh đổi lấy cái sự yên tâm. Đúng nào, thì mình nghĩ là giá là khoảng 4 triệu là một mức hợp lý để cho mình có thể sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một sản phẩm hàng xách tay. Mình cũng chia sẻ luôn là cái con số mà mình trừ đấy là nó còn rất là xông xênh, bởi vì là mình chưa tính cái sự chênh lệch màu sắc của các phiên bản hàng xách tay. Hàng chính hãng thì chúng ta sẽ không phân biệt màu sắc, các bạn thích chọn màu nào cũng được. Đấy, thì đấy là cái ưu thế nữa của hàng chính hãng. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về giá của điện thoại Xiaomi Redmi Note 7 hàng xách tay so với cả hàng chính hãng? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì cái thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ mua hàng xách tay hay là hàng chính hãng? Và giá của hàng xách tay là bao nhiêu thì các bạn sẽ sẵn sàng bỏ ra để mua? Và cái sự chênh lệch của nó so với cả hàng chính hãng là bao nhiêu thì sẽ xứng đáng để cho các bạn lựa chọn hàng xách tay? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.